Đúng chưa? Quay khô khô đi. Ok chưa? Nhưng mà đừng nhanh quá nhé. Mặt cô dâu vẫn nhiều mụn như ngày nào. Đứa nào ấy? Cái Trần Linh ấy. Không biết. Nó đến đây rồi. Đến đây nhưng mà không chưa. Không. Chắc kinh tế không có. Nhà thế à? Khổ. Lúc lấy chồng không đi lấy mụn được. Không gì nó. Nó có nhiều như này không? Nhiều em nhìn nhiều hồ lắm. Mụn ẩn à? Mụn ẩn như này à? Nói chung là có lớp trang điểm rồi nó không rõ nữa. Trần Linh là đứa nào nhỉ? Chị nhớ làm sao được. Em một một cái HA skin với lại lotion skin ấy. Ngay bên trái ấy. Đấy. Một cái nằm một cái đứng ấy. Hả? Ừ, đấy cả hai. Chị ơi không cần tẩy ra chết nhá. Trong cái đấy nó có. Chị dùng theo hướng dẫn của em, không cần tẩy ra chết đâu. Em đây. Em đang nặn mụn ở gần nhà. Gần nhà. Em đang nặn mụn này. Vâng. Làm sao mà tự dưng biết dùng được? 250 mày. Mấy cộng tiền không? Cái gì thì đọc những cái gì thì để nó ra một bên. Xong ghi tiền vào. Từng cái một. Sữa rửa mặt. Mega 2. Kajit 2. 2. HA 35. Ghi ra giấy đi, ngẫm cộng. Mày làm gì ấy? Thì em sợ. Ui tao lại mày, cộng ghi từng cái đấy. Sản phẩm ra. Sai đấy. Sao mày lấy cộng như thế để nghỉ kiên? Cái gì phải giấy tờ ấy. Cho chị biết giá bao nhiêu. Nhẹ. Đúng là
lắm rồi mới được cái mặt tích này. Tao không cuốn. Chịu được. Chịu được à? Cái cuốn này xóm nhà Huyên, Huyên biết không? Xóm ở đâu ạ? Cháu như bà Bao hay sau nhà mình ấy. Không. Cô họ nhà mình ấy. Em không biết. Con nhà ai? Con nhà chị Hương, cháu nhà cô Hiền. Xong rồi chị Lanh này, cái gì này? Xong cái gì? Mày phải đọc lên chứ chị ở đây, mày cứ bắt chị đọc. Từ nãy giờ chị đọc một loạt rồi chị biết được mày xong những cái gì. Xong ba cái rồi đấy, chị đọc rồi đấy. Đọc lại. Ờ. HA Skin 35. 350. 350. Ừ. Dưỡng ẩm lotion 6. Layer là 1. HA 350. Ui giời. Lotion 600. Yeah, xin năm mai 1 triệu mốt. Một. Sao ở đây một... Cái gì? Ở đây Lia xin năm mai là 1. Hết sản phẩm chưa? Hết chưa? À chị có kem chống nắng gì ấy chị? Vâng. Ok rồi chị. Vâng. Mày vừa cầm lọ chiu lia xe mai màu xanh của bao la choi xong bây giờ làm gì có à mọi người? Cái lọ bao la choi đây. Ngời thế nhỉ? Đi đây chưa? Em toàn lấy những cái loại đắt đắt là chị em lấy rẻ hơn thị trường rất là nhiều đấy. Cái này là cái gì đây? Cái đấy là HA. Trời ơi. Cái đấy là 350. Cái này là 200. Ừ. Sao vừa chị bảo cái đấy 200 400. Cái này là bao tiền đây? Thế 600. Cái bao la choy. Bôi chiết chiết nào nhỉ? Không. Da chị vừa mụn ẩn vừa tàn nhang. Chị cứ dùng như này cho em. Để em. 2 tháng. Phải bong chứ. Nhưng mà bôi đấy không bong đâu. Chứ phải em phải tác động vào mới bong được chị ạ.
chị dùng khoảng chục ngày ấy, một tuần hoặc chục ngày thì chị sang ấy, em phải tác động vào mới bong được chứ không phải tự dưng mà bong ngay đâu. Bong ngay da nó yếu chị ạ. Chị cứ yên tâm, em chữa là da khỏe, không yếu được. Cô lo bây giờ đợi để nó ấy này, nó bị... Okay.